Hai người đó mà... muốn gì hả tôi? Tôi chỉ muốn là nhận được sự yêu thương. Rảnh yêu thương quen chứ. Ủa, tại sao vậy? Em đang tỏ về tỏ cái tình yêu thương em dành cho anh. Tại sao anh đối xử với em như vậy? Hãy yêu thương em. Thì yêu thương muốn làm gì làm, yêu cầu muốn mua cái túi gì nói luôn đi chứ quen gì. Anh ơi, sắp tới cái tháng 12 rồi đó nha, 25 tháng 12 nha. Dạ. Anh có hứa với em rồi đó nha. Anh có nhớ không? Cái tháng này là ngày gì ta? Anh xin. Noel. Cái gì? Noel. Dạ, ngày Noel là ngày gì? Dùm Noel kêu quà, dạ Noel tặng quà cho em được rồi. À, Tấn ơi, ngày Noel là ngày gì biết không? Là ngày Giáng sinh. Ngày Giáng sinh. Tao nói không có sai. Tấm ngay hợp tác thì nào chúng ta còn làm việc lâu dài. Nói em là ngày mà người chồng đã tặng quà cho người vợ. Thì được. Thật ra thì cũng không đúng lắm Tấm ơi. Cái ngày đó là ngày gì đó rất là quan trọng. Tôi... kỷ niệm ngày cưới của hai người bạn. Kỷ niệm ngày cưới của ta nhớ là anh không giận nữa. Cái đi ngày cưới người ta tâm nhớ mình nhớ là. Ví dụ như em nhớ thì đúng rồi. Ví dụ em không nhớ thì nó kêu. Trời ơi, em gia đình ta mất mới gì em nhớ chi vậy? Thôi. Ta cưới chứ em cưới đâu em nhớ chi. Ủa người ta đang nghĩ tới cho mình mà nói gì kỳ vậy xin. Nghĩ tới gì em rảnh. Ủa nhớ chi vậy? Không, cái này là quan tâm, sự quan tâm dành cho anh mà. Anh phải biết về xưa đám cưới khỏi mời cho nó khỏi nhớ. Nhớ mà nó nhắc. Có mời em đâu. Ủa không. Ủa không. Má ơi đắng quá. Thiệt hả? Cái gì vậy? Yêu em hả? Trời ơi, cái gì vậy Trúc Thành? Làm tổn thương em trai rồi kìa. Kệ mẹ nó đi. Kệ mẹ nó đi. Trời, anh đang tính nét chuyện đi về đúng không? Trời ơi, muốn khóc kìa, trời ơi, kìa. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, chứ giờ biết làm sao vậy? Trời ơi, kìa hả? Trời ơi. Em biểu rảnh, nhưng vợ chồng ta đang nói đòi quà, tôi còn rảnh. Nhắc ngày cưới làm chi? Trời ơi, tại vì Tuấn là một người chân thật, anh hiểu không? Một người rất là tốt bụng, anh hiểu không? Không, cái đó là nhiều chuyện, tài lanh với cái tốt bụng. Nó nghe cái gì? Trời ơi kìa. Đó là đáng thương hả? Ừ, đáng thương lắm. Tán xúc tóc ra giờ. Ủa, mà hai người tặng cái gì cho nhau vậy? Xin mấy người thơm. Sao vậy? Thơm ý á, mát à. Ủa, sao không tặng cho tôi mà tặng cho ngoài ngoài không? Sinh nhật ta mẹ. À vậy à, à. À bà ta. À hát trời ơi, chúc mừng sinh nhật nhé. Ồ, hát đi kìa. Anh xin hát đi. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Ủa, sinh nhật của Tuấn là ngày 1 tháng 1 hả? Sao mà hát bài Happy New Year vậy? Bữa sinh nhật này mấy em? Trời ơi, anh sai rồi. Sinh nhật của Tuấn là ngày giáo viên, anh hát bài Bụi Phấn đi. Khi mày viết bài bụi tóc rơi rơi. Thông minh. À, nói chung là chúc mừng sinh nhật Tuấn. Đã trôi qua 2 ngày rồi. Lần đầu tiên có một cái người mà không dạy dỗ ai 20 tháng 11 vẫn được tặng quà. Không dạy dỗ ai cả. Không dạy dỗ ai mà cả. Mà 20 tháng 11 người ta cứ súng nhau tặng quà thôi. Thiệt. Đó là Tuấn Trần tại bữa đó sinh nhật nó. Mà hai đứa tặng quà đúng chưa? À, ồ, trời ơi, mình, chết mày chưa? Không, em đang em mình phải chỉnh trang phục, tội chỉnh trang phục em ơi, mình đi làm việc em ơi. Đứng lại đi. Bye bye.